Thời gian nghỉ ở nhà như này thì anh em thường làm cái gì? Nghỉ tận 4 ngày cơ. Vậy thì hãy để mình làm một cái chuyên mục gì đó cho anh em, để cho 4 ngày nghỉ của anh em nó vui vẻ hơn một tí. Thì đây là 3 sản phẩm Z490 sử dụng cho CPU thế hệ 10 của Intel sắp được ra mắt. Thì đây là sản phẩm được bên Gigabyte gửi đến cho chúng mình để chúng mình làm một video đánh giá nhanh. Thì mình ở đây mình chưa có chip, thế nên các ý kiến mình đưa ra ở trong video ngày hôm nay sẽ là ý kiến cảm quan cá nhân của mình từ đúc kết từ các sản phẩm trước nay, nhưng nó sẽ không mang ý nghĩa gọi là chính xác nhất. Bởi vì rõ ràng bây giờ làm gì có chip để mà sử dụng, đúng không? Thì mình sẽ mở hộp 3 sản phẩm từ bên này. Thật ra thì trong video bên trái bên phải mình cũng chả biết là do ông edit thôi, nhưng mình sẽ mở hộp từ sản phẩm bên này và bên này. Rồi mình sẽ để những cái sản phẩm gọi là đặt tiền ra trước, vì rõ ràng dòng Z mà còn Aorus thì nó phải đắt gọi là nhất rồi. Thì hiện tại ở đây mình đang có một phiên bản Z490 Vision G. Mình cũng chả biết mình đọc tiếng Anh đúng hay không, bởi vì tiếng Anh của mình cái đỉnh như nào anh em cũng biết rồi đấy. Thì tầm nhìn G, hay để mình nói phép cho anh em nghe nhá. Chứ G ở đây có lẽ là kiểu là Gigabyte, và tầm nhìn của Gigabyte, tầm bộ máy chủ Z490 mang cái tầm nhìn nhìn thẳng vào túi tiền của anh em. Đó chính là sản phẩm hợp lý ở trong tầm giá. Thì cái phiên bản này mình nghĩ là thay thế cho phiên bản UD đang thực sự là nó cũng không ấn tượng lắm, nó ở mức gọi là vừa phải thôi. Thì đây mình sẽ lấy ra cho anh em. Về vật phụ kiện thì mình xin phép gọi là bỏ qua, bởi vì phụ kiện nó cũng như bao sản phẩm khác thôi, có dây SATA này, hay thậm chí là có thêm được một vài cái gọi là thứ linh tinh khác, có lẽ mình sẽ không cần nói trong video bởi vì như vậy nó dài quá. Thì đây, đây mình sẽ mở ra về phần thiết kế. Đây như các bạn có thể thấy ở đây, thiết kế của dòng Z490 này thì mình chưa biết giá bán chính thức của ba sản phẩm này đâu, nhưng nhìn thôi, vỏ hộp thôi mình đã biết đây là sản phẩm có mức giá rẻ nhất rồi. Đây như các bạn có thể thấy ở khu vực cho tản nhiệt cho VRM để cấp điện cho phần CPU này, nó được đây được làm rất cẩn thận và chỉn chu luôn, kiểu sơn màu trắng rất đẹp. Có lẽ để kiểu đây một bộ máy chủ trắng đầu tiên đến từ Gigabyte. Kể cả ở đây này, đây là phần tản nhiệt cho chipset cũng được kiểu tản nhiệt khá ok. Mình cảm thấy thì có vẻ như năm nay Gigabyte sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm nào đó mà trong cái mức giá tiền nó cực kỳ ấn tượng. Rồi mình sẽ nói nhanh những cái phần khác. Thì các bạn sẽ có tổng cộng ở đây là 3 cổng, 3 khe, gọi là 3 khe đúng hơn, 3 khe PCIe để có thể cắm vào các SDM2 sao cho nó hiệu quả nhất. 4 khe RAM có bọc thép. Cái câu chuyện kiểu cắm RAM vào mà rút ra nó không bay luôn khe RAM, mình không biết là có cái trường hợp nào mà cắm được RAM mà rút bay chưa, thế nhưng méo mó có thì vẫn hơn không. Sẽ có tổng cộng là 2 khe PCIe được bọc thép. Ở đây mình nhìn được là một khe 16x, một khe 16x, một khe 8x, một khe 4x và một khe 1x. Rồi đúng rồi, mình nói đúng rồi đấy, không sai gì đâu. Thì phần cổng kết nối cũng rất nhiều, các cổng USB 1 2 3 4 5 6 7 8 cổng USB. Wow, nhiều thật sự luôn. Thì đây là mình sẽ nói nhanh như vậy thôi. Và socket của dòng Z490 sẽ là 1200 LGA 1200 ấy, đấy là kiểu vậy. Chúng ta sẽ đi nhanh đến cái bộ máy chủ khác. Vừa rồi thì là một phiên bản Z490, giá có thể nói là rẻ, tạm thời mình đoán là rẻ, thì có kích thước là ATX. Thì tiếp theo mình sẽ đến một phiên bản Z490 Aorus Ultra. Thì đây là phiên bản với kích thước B, đó là Mini ATX. Kích thước B này nó sẽ phù hợp đối với những bạn gọi là thích những cái main nó nhỏ một tí để lắp vào những bộ PC nó nhỏ. Thì phụ kiện của cái sản phẩm này thì mình sẽ lấy ra thêm một sản phẩm nữa, mình xin phép đặt cái main ở đây. Thì đây là cái main Mini ATX, thế nên chắc chắn một điều là nó sẽ có wifi. Và vì thế ở đây, đây chính là một cái anten wifi với lại bluetooth. Mình xin phép để gọn ở bên để mình đóng vào hộp lại đã, để mình sẽ giới thiệu kỹ lên cho anh em. Thì về phần socket của nó vẫn cứ là 1200 thôi, tức là 1200 ấy. Và cái anten này nó có một cái điểm rất hay, đó chính là nó có nam châm. Đây, hít vào, chúng ta không phải dán kiểu lúc tháo ra ấy, nó không kiểu gây mất thẩm mỹ. Rồi, thì đây, để mình lấy cho các bạn dễ nhìn. Thì phần kích thước nó vẫn là Mini ATX thôi, sẽ có duy nhất một khẩu PCIe 16X để cắm cả đồ ạ. 2 khe RAM cũng được bọc thép luôn, các bạn hoàn toàn có thể cắm 2 thanh 16 vào để dùng gọi là tối ưu về giá thành cũng như là về phần trải nghiệm sử dụng. Theo cảm quan cá nhân của mình khi mình nhìn ở đây, các bạn sẽ có tổng cộng là 8 phây điện với một cổng cấp nguồn 8 pin nữa. Thì theo như gọi là những gì mình trải nghiệm từ các cái thế hệ trước ấy, thì mình mạnh dạn đoán đó là cái mẫu bo máy chủ này sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các CPU từ đời Core i7 trở xuống, kể cả ví dụ chắc là sắp tới sẽ là Core i7 10700K thì lắp trên cái mẫu bo máy chủ này hoàn toàn ok. Còn nếu mà lên đến tận Core i9 thì mình nghĩ chúng ta sẽ cần một phiên bản
đắt tiền hơn, nhưng để ngay cạnh ở đây. Rồi, ngoài ra thì các bạn sẽ có hai khe SDM2. Đây, ngay dưới cái phần heatsink này sẽ là một khe SDM2. Và ở đằng sau lưng nữa, nó sẽ là một khe SDM2 nữa. Thì hoàn toàn là đủ với các nhu cầu thông thường. Còn cổng SATA thì có 4. Nói chung là so với một mẫu bên Mini ISX thì mình nghĩ đây là một trong những cái option mà được tích hợp kèm nó khá ok rồi. Để mình xem có cái gì để nói không nhỉ? À, mình không biết là cái phần boom máy chủ Z490 này nó có thực sự nóng ở khu vực VRM không, khi mà Gigabyte ấy đã trang bị cho một hệ thống tản nhiệt mà mình thấy là rất ấn tượng ấy, một kiểu là rất hiếm cái mẫu boom máy chủ mức giá kiểu bình thường thôi mà nó có thể có được. Thì đợi đến bao giờ mẫu CPU của Intel ra mắt thì mình sẽ làm một video kiểu test thử cho anh em sau. Rồi mình xin phép đặt nốt cái sản phẩm này xuống và chúng ta chuyển sang cái sản phẩm cuối cùng. Rồi, cuối cùng là phiên bản đắt nhất ở trong cái ba cái phiên bản ngày hôm nay mình mang tới. Thật ra đắt nhất ở đây không nghĩa là đây là đắt nhất của Gigabyte đâu, mà đắt nhất là theo như những gì mình đánh giá dựa trên những cái dòng khác, bởi vì Gigabyte vẫn chưa có ra bán những sản phẩm này và mình chỉ có 3 sản phẩm thôi, nên mình sắp xếp như vậy thì hoàn toàn ok đúng không? Thì đây, đấy, đấy, em ở đây này, đây đợi mình một chút để mình lấy sản phẩm này, lấy em nó ra, mình sẽ cầm, xong mình xem có phụ kiện nào không nhỉ? Thôi, có lẽ thì cái phụ kiện cái dâu wifi, bởi vì main này vẫn có wifi, cái dâu wifi thì nó vẫn trông giống như cái dâu wifi trên cái main mini ASTX thôi. Thì cái mẫu bo máy chủ này sẽ có kích thước là ATX, đấy một kích thước gọi là phù hợp đầy đủ thôi, mình để vào hộp này qua bên đi. Và đây, đây là sản phẩm của mình đang cầm trên tay đây. Thì sơ qua một chút về phần thiết kế rất đẹp, hoàn toàn ấn tượng, không có gì gọi là phải thắc mắc về cái mẫu bo máy chủ này cả. Ở đây có dòng chữ Timat Fion, gọi đội và búc nhau đấy, dịch cái tiếng Việt là vậy. Thì đây cái mẫu main này các bạn có thể thấy sử dụng cổng cấp nguồn nó nhiều hơn cái main kia. Đây sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và thêm một cổng 4 pin nữa. Thì mình nghĩ là cái mẫu bo máy chủ này hoàn toàn có thể cắm được Core i9. Thì đây là cái đánh giá nhanh của mình nhé, mình chưa biết như nào đâu. Và cái khu vực tản nhiệt cho VRM này nó được làm kiểu cực kỳ là ấn tượng luôn. Thay vì như bình thường đúng không, nó chỉ có mỗi cái phần cục nhôm to đùng ở đây thôi, thì ngày hôm nay cái mẫu main này nó đã được làm theo cả các cái lá nhôm. À đây kiểu một cái khối nhôm đấy, thì ở đây là được lá nhôm này, được làm thành các lá nhôm. Thì cái điều này sẽ giúp cho kiểu phân tán nhiệt nó sẽ tốt hơn. Và mình nghĩ đây sẽ là mẫu bo chủ try hard cho các bạn nào muốn ép sụp mà mức giá tiền bỏ ra lại không quá lớn. Thì ngoài ra các bạn vẫn sẽ có 4 khe RAM. Socket ở đây vẫn cứ là LGA gọi là 1200. Mình không biết là như nào cả, tại sao đặt một kiểu nghe nó buồn cười như vậy. Thì về số cổng SDM2 thì sẽ có tổng cộng là 3 cổng, 1, 2, 3 cổng ở đây. Thì trong đó hai cổng bên dưới nó sẽ có hỗ trợ heatsink để tản nhiệt, còn bên trên cùng thì thôi trần trụi thiên nhiên một tí. Và ở đây, đây phần chipset cũng được làm từ kim loại và sẽ có phần logo outdoor có thể phát sáng được. Ở đằng sau thì theo như mình nhìn, để mình nhìn xem có không. Không, đằng sau cũng chẳng có cái phần SDM2 nào cả, 3 cổng thôi. Rồi, như mình thấy ở đây thì là cái mẫu main này có một số các điểm hay ho, như kiểu cái phần xử lý âm thanh này, AMP up audio nghe nghe hoành tráng phết. Có lẽ kiểu mình vẫn đang hóng chờ dòng CPU thế hệ thứ 10 của Intel để xem cái tốc độ thực sự của nó như thế nào. Và mình có một số điểm mình hơi thắc mắc ở trên cái vỏ main, đó chính là mặc dù nhá, cái thế hệ CPU tiếp theo của bên phía Intel nó vẫn hỗ trợ là PCIe 3.0 mà thôi. Tuy nhiên ở trên vỏ của main ấy nó lại ghi được PCIe 4.0 hardware design. Mình không hiểu ý nghĩa ở đây cụ thể chính xác là gì, hay chỉ là một một cái câu nói gì đó thôi. Nhưng mình mong thế hệ 11 của Intel sẽ hỗ trợ PCIe 4.0 và trên những cái mẫu main này sẽ hỗ trợ tương tích ngược. Qua đấy thì sẽ phải đỡ phải bỏ tiền ra mà nâng cấp quá nhiều mà vẫn có thể sở hữu những cái sản phẩm nó khá ok. Thì đây là một video giới thiệu nhanh về ba sản phẩm main đến từ Gigabyte, một cái main Z490 để sắp sửa cho sự ra mắt của CPU thế hệ 10 của Intel. Mình cực kỳ mong chờ các CPU thế hệ 10 của Intel ra mắt, bởi vì theo những cái thông tin rò rỉ ở trên mạng ấy thì mình cảm thấy thực sự là Intel đang chơi khô máu ở trên thị trường khi mà đưa ra các mẫu CPU nó thực sự ngon. Và khi nào có mình sẽ làm một video để test hiệu năng thực sự. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.